bạn đã mua khóa học của Pha Chế Online. Trước khi vào bài học đầu tiên, tôi muốn hướng dẫn bạn cách học hiệu quả nhất. Học pha chế tốt nhất là học trực tiếp, mặt đối mặt. Nhưng học online tiết kiệm cho bạn tiền đi lại, tiền ăn ở và tiết kiệm cả thời gian nữa. Với mỗi đồ uống, tôi đều hướng dẫn bạn theo 3 sau. Phần 1, tôi nêu ra những điểm mạnh của đồ uống và những điểm mạnh này phải phát huy hiệu quả thực tế trong kinh doanh. Phần 2, các bước làm chi tiết để tạo ra một ly đồ uống. Các bước làm này phải: thứ nhất, dễ hiểu. Dễ hiểu sẽ giúp bạn hiểu được điều quan trọng nhất khi thực hành pha chế. Thứ hai, dễ làm. Bạn có thể chưa từng pha chế, nhưng hãy yên tâm, mọi đồ uống đều được tôi đơn giản hóa hết mức có thể. Bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để làm ra một ly đồ uống. Phần 3, tổng kết lại công thức rút gọn. Trong phần này, bạn hãy chép lại công thức. Phần 4, đóng khung cách làm. Sau khi đã có công thức rút gọn, hãy dừng video trong 10 giây và tập trung nhớ lại các bước làm. Sau đó, kiểm tra bằng cách xem tiếp video. Phần 5, giá cốt và giá bán là phần cuối cùng. Tôi cho bạn biết chính xác giá cốt từng nguyên liệu để làm ra ly đồ uống đó và giá bán nên dao động trong khoảng bao nhiêu. Để làm ra đường nước, chúng ta cần một bếp, một song, một cân đường, một thìa và 600ml nước sôi. Đầu tiên, tiếp đến 600ml nước sôi. Tiếp đến bật bếp và chuyển sang chế độ hot pot, chỉnh về con số 500 đến 600. 500 hay 600 thì chúng ta tùy vào loại bếp. Vừa đun vừa khuấy trong vòng 1 phút. Chúng ta hoàn thành xong đường nước. Với 1 cân đường pha với 600ml nước sôi hòa tan, chúng ta được 1100ml đường nước. Bạn đã chép lại công thức đường nước rồi chứ? Ok, đồ uống trong các khóa của tôi đều sử dụng nguyên liệu đường, sữa đặc và cốt dừa. Và ba nguyên liệu này tôi để trong 3 lọ hóp có màu khác nhau. Màu đỏ là đường, vàng sữa đặc và trắng là cốt dừa. Tôi muốn thống nhất điều này để tránh trường hợp làm bạn mất tập trung vì thắc mắc trong lọ hóp này có những gì. Tổng kết video, bạn đã biết cách học pha chế online và cách làm ra đường nước. Bạn đã sẵn sàng với đồ uống đầu tiên chưa? Tôi đang đợi bạn ở video tiếp theo.